ba. Với một chiếc kéo đầu giật như này thì các bác có thể cắt ở độ cao 3-4 mét, 2 mét hoặc là 1 mét. Em sẽ cắt thử cành to nhất cho các bác nhà mình được xem nhé. Đây, đây là một cái cành to tầm độ 2-3 cm. Rất chi là ok với cái đầu giật này nhá. Thì bây giờ em sẽ quay thật gần về những cái mẫu đầu giật để các bác nhà mình được. Các bác hãy xem. Đây là một chiếc kéo đầu tiên khi các bác nhà mình đặt mua về. Thì em sẽ hướng dẫn các bác cái cách sử dụng. Đây, như cái kéo này. Cái này em đã luồn dây vào đây rồi. Em đã luồn vào đây nhé. Thì cơ cấu hoạt động của nó này, các bác buộc một cái phần ở dưới này, luồn lên trên này nó sẽ có một cái bánh xe. Các bác nhìn đây là cái phần cắt cành như em vừa mới cắt. Thì nó rất chi là hay các bác ạ. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh. Với một cái đầu kéo như này, các bác sử dụng một cái đầu xào tầm độ 2 mét, xào 1 mét, xào 3 mét, hoặc là xào 2 mét rưỡi. Các bác luồn vào đây. Đấy, cái này thì rất dễ, các bác cũng chẳng cần phải đóng chốt đâu. Bởi vì khi mà các bác kéo xuống là đồng thời là ấn xuống rồi, nên chẳng cần phải đóng chốt. Thì với cái đầu kéo này nó sẽ rất chi là dày dặn, trên sẽ có một cái lò xo. Và cơ cấu hoạt động thì rất chi là dễ. Các bác cũng vừa xem em test thử rồi. Thì bên đại lý nông nghiệp đơn vị em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Nếu khi xem được cái video này, các bác đang muốn sử dụng chiếc đầu kéo, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Và với cái đầu kéo này thì đơn vị em đang gửi tới các bác giá sẽ là 150.000 trên một cái. Và sẽ miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé. Đấy, bác nào mà đang cần một cái kéo đầu giật loại chất lượng như thế này. Đấy, bên xưởng nhà em thì chuyên gia công về tất cả các dụng cụ dành cho các bác nhà mình làm nông nghiệp, làm vườn. Và với cái đầu kéo này thì em thấy nó rất chi là hữu ích các bác nhé. Đấy, hãy liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em qua đầu số điện thoại em để trên màn hình để em tư vấn và cũng như là gửi tới tận nhà các bác cái dòng kéo chất lượng này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại.